chúng sinh không tựa bệnh ràng buộc, thường chìm đường ác tăng ba độc. Lửa lớn dữ dội luôn thiêu đốt, tịnh tâm độ họ là hạnh Phật. Chúng sinh chẳng có chỗ nương tựa, thì sinh vô minh phiền não đủ thứ bệnh, luôn luôn bị chúng ràng buộc, chẳng được giải thoát. Vì vô minh phiền não mà tạo nghiệp phải thọ báo. Tạo nghiệp thiện, thọ báo thiện. Tạo nghiệp ác, thọ báo ác. Chìm đắm ở trong bốn đường ác. Nếu sinh khởi tham sân si ba độc, có ba độc ba nghiệp, thì đọa vào Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục, bốn đường ác, để chịu báo khổ. Nếu ở trong đường ác, còn chẳng biết sám hối nghiệp chướng, ngược lại tăng thêm tham sân si, như thế thì trí huệ sẽ bị mê hoặc che lấp, giống như mặt trời bị mây che nên biến thành đen tối. Lửa vô minh thiêu đốt rất mãnh liệt, rất dữ dội. Lửa cao 3.000 trượng, thiêu đến trời sơ thiền. Thứ lửa vô minh này càng thiêu càng nóng, thiêu hủy tất cả rừng công đức. Dùng tâm thanh tịnh, trí huệ quang minh để độ thoát chúng sinh trong bốn đường ác, đó là hành vi tốt phải làm. Chúng sinh mê hoặc mất chánh đạo, thường hành đường tà vào nhà tối, vì họ đốt đèn lớn chánh pháp, luôn luôn chiếu sáng là hạnh Phật. Vì chúng sinh vô minh mà mê hoặc, dạy họ đi con đường chánh, mà họ lại đi con đường tà. Do đó có câu, thiên đường có lối chẳng ai đi, địa ngục không cửa tự tìm đến. Hoặc là thích ăn, thích uống, thích nhảy đầm, ham đánh bạc, ham gái đẹp, ham hút độc. Đây là đường tà. Hành vi như thế không thầy dạy mà biết hết, chẳng cần học. Nếu dạy họ tu hành như thế nào, trì giới như thế nào, niệm Phật như thế nào, ngồi thiền như thế nào, thì họ không muốn y theo pháp tu hành, hoặc là miễn cưỡng, hoặc là phô diễn. Tóm lại, chẳng nhận chân làm thì làm chẳng triệt để. Ngược lại, luôn luôn đi làm đường tà, làm việc chẳng chánh đáng. Loại chúng sinh này sẽ đi vào nhà tối, ngu si, tức cũng là địa ngục. Vì loại chúng sinh này điên đảo, giống như tầm làm tơ, tự trói thân mình, chẳng thấy quang minh. Vì loại chúng sinh này mà đốt lên ngọn đèn chánh pháp, chiếu sáng tâm chúng sinh, khiến cho họ lìa khổ được vui, liễu sinh thoát tử. Đèn pháp đăng này vĩnh viễn chiếu sáng nhà tối của chúng sinh. Đây là hành vi của người hành Bồ Tát Đạo phải nên làm. Chúng sinh chìm nổi các biển cõi, sầu khổ vô bờ chẳng biết về. Vì họ kiến tạo thuyền pháp lớn, đều khiến độ được là hạnh Phật. Chúng ta giống như hạt bụi ở trong hư không, hốt lên hốt xuống, theo nghiệp trôi nổi mà thọ quả báo. Cho nên chúng sinh chìm nổi trong tam giới 25 cõi, chẳng có lúc nào ngừng nghỉ. Trong các biển cõi có rất nhiều việc chẳng như ý, sầu lo khổ não chẳng có bờ bến. Ba cõi chúng ta, chúng sinh chẳng có tri thức chân chánh, cho nên luôn luôn điên đảo, làm ra những việc hoang đường chẳng hợp đạo lý. Do đó mà chẳng thấy bổn lai chân diện mục, chẳng minh tâm kiến tánh, không thể trở về nguồn cội. Chúng sinh và chư Phật vốn như nhau. Do đó có câu, tâm, Phật, chúng sinh, cả ba chẳng khác nhau. Vì chúng sinh mê hoặc nên chưa thành Phật, vì chư Phật giác ngộ mà đã thành Phật. Chúng sinh mê hoặc gì? Mê là chẳng nhận thức chân lý rõ ràng, hoặc là chẳng phân biệt rõ ràng chánh đạo và tà đạo, cho nên điên đảo trắng đen, mê chân tìm vọng. Chư Phật giác ngộ gì? Giác ngộ các pháp thật tướng, thấy được bổn thể bổn tánh, bổn lai diện mục. Chúng sinh ngu si mà mê hoặc chân lý, chạy theo hư vọng, có lúc phát cuồng mất đi lý trí, như thế sẽ dễ đi vào đường tà nguy hiểm, gặp việc nguy hiểm thật đáng thương xót. Tại sao Phật phải nói pháp? Vì thương xót chúng sinh. Chúng sinh giống như ruồi bay loạn xạ khắp nơi,
tìm chẳng được lối ra, chẳng biết cách ra khỏi ba cõi, cho nên Phật bèn tạo lập cầu pháp lớn, khiến cho chúng sinh từ bờ sinh tử bên này đi qua cầu pháp lớn, đạt đến bờ niết bàn bên kia. Đây là hành vi người tu đạo nên làm. Thấy chúng sinh tại đường hiểm, khổ già bệnh chết luôn bức bách, tu các phương tiện chẳng hạn lượng, thệ sẽ độ hết là hạnh Phật. Tại sao Phật phải tu đạo? Vì thấy tất cả chúng sinh đang ở trong đường hiểm, gặp rắn độc thú dữ xâm hại. Chúng sinh trong sáu nẻo luân hồi có sinh già bệnh chết, bốn khổ lớn. Sự khổ này có tánh bức bách, chẳng cách chi thoát khỏi được. Cho nên Phật bèn tu tất cả pháp môn phương tiện, phát nguyện cứu độ tất cả chúng sinh thoát khỏi đường hiểm ba cõi, đắc được đại an lạc. Đây là hành vi người tu đạo phải làm. Nghe pháp tin hiểu chẳng nghi hoặc, rõ tánh không tịch chẳng sợ hãi, theo hình sáu nẻo khắp mười phương, khắp dậy quần mê là hạnh Phật. Người có căn lành lớn thì nghe pháp rồi tuyệt đối tin chân lý của pháp, chẳng sinh nghi hoặc. Họ thấu rõ tự tánh vốn không tịch mà chẳng sinh sợ hãi. Phật tùy các loài chúng sinh mà ở trong sáu nẻo, hóa hiện mười phương chúng sinh khắp hết thảy mọi nơi. Giáo hóa chúng sinh mê hoặc can cường, lìa khỏi ba cõi đen tối, đắc được tịnh độ quang minh. Đây là hành vi người tu đạo phải làm. Bấy giờ, quang minh của Phật vượt qua mười ức thế giới, chiếu khắp phương đông trăm ức thế giới, ngàn ức thế giới, trăm ngàn ức thế giới, na do tha ức thế giới, trăm na do tha thế giới, ngàn na do tha thế giới, trăm ngàn na do tha thế giới. Như vậy, vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, bất khả số, bất khả xưng, bất khả tư, bất khả lường, bất khả thuyết, tận pháp giới hư không giới, hết thảy thế giới. Phương Nam, Tây, Bắc, bốn hướng, trên dưới cũng lại như thế. Trong mỗi thế giới đó đều có trăm ức quải diêm phù đề, cho đến trăm ức trời sắc cứu kính, hết thảy trong đó đều hiện rõ ràng. Trong mỗi cõi diêm phù đề đó đều thấy Như Lai ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật cùng dây quanh Phật. Do nhờ thần lực của Phật nên mỗi phương trong mười phương đều có một vị đại Bồ Tát, đều cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật tụ lại cùng nhau đi đến chốn Phật. Các vị đại Bồ Tát đó tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vân vân, đến từ thế giới kim sắc vân vân. Đức Phật ở thế giới đó là bất động trí Như Lai vân vân. Lúc đó, quang minh dưới bàn chân của Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra, vượt qua mười ức thế giới, chiếu khắp phương đông trăm ức thế giới, ngàn ức thế giới, trăm ngàn ức thế giới, na do tha ức thế giới, trăm na do tha ức thế giới, ngàn na do tha ức thế giới, trăm ngàn na do tha ức thế giới. Như vậy, vô số, vô lượng, vô biên, vô đẳng, không thể tính, không thể gọi, không thể nghĩ, không thể lường, không thể nói. Tận pháp giới hư không giới, hết thảy thế giới. Ở phương Nam, phương Tây, phương Bắc và bốn hướng trên dưới, sáu phương cũng đều như thế. Mỗi thế giới trong mười phương đều có trăm ức cõi diêm phù đề, cho đến trăm ức trời sắc cứu kính. Ở trong hết thảy thế giới đều hiện ra trong quang minh dưới chân của Phật. Trong mỗi cõi diêm phù đề đều thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, diện nói đại pháp diệu nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm. Có các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật đang dây quanh Phật. Nhờ đại oai thần lực của Phật nên mỗi phương trong mười phương thế giới đều có một vị đại Bồ Tát, đều cùng với các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi mười cõi Phật.
tụ lại cùng nhau đi đến chỗ Phật, gần gũi Phật. Mười vị Đại Bồ Tát đó, tức là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, vân vân, các ngài đến từ thế giới kim sắc, vân vân. Đức Phật ở thế giới đó là bất động trí Như Lai, vân vân. Bấy giờ tất cả mọi nơi đều có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở chỗ Đức Phật, đồng thời phát ra tiếng nói bài kệ rằng: lúc đó vô lượng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tại khắp mọi nơi, ở trong mỗi đạo tràng của Phật, cùng một lúc phát ra tiếng nói 10 bài kệ dưới đây: một niệm quán khắp vô lượng kiếp, không đến không đi cũng không ở, như vậy biết rõ việc ba đời, vừa các phương tiện thành thập lực. Chúng ta chúng sinh quán sát một việc gì cũng rất khổ tâm suy nghĩ, phí rất nhiều thời gian để tính toán, dụng rất nhiều não lực để nghĩ thử. Tuy nhiên bây giờ có máy vi tính cũng có rất nhiều phiền toái, song trí huệ của Phật siêu hơn máy vi tính ngàn vạn lần. Chỉ trong một niệm, Phật có thể quán sát hết thảy sự việc trong mười phương ba đời vô lượng kiếp. Một niệm đó cũng chẳng đến, cũng chẳng đi, cũng chẳng ở. Một niệm đó chiếu thời gian và không gian, thấu rõ sự việc ba đời. Phật vượt qua tất cả pháp môn phương tiện, thành tựu mười lực của Phật. Phật trong vô lượng kiếp siêng tu giới định huệ, tức diệt tham sân si, mới chứng được ba thân, bốn trí, năm nhãn, sáu thông, mười lực, vân vân. Ba thân tức là: một, pháp thân, tích tụ lý pháp làm thân, chân như diệu lý, như là hư không, cho nên đầy khắp tất cả mọi nơi, do đó mà vô tại, vô bất tại. Hai, báo thân, là tích tụ trí huệ làm thân, các hoặc đã thanh tịnh mà thành tựu phước đức trí huệ thân. Ba, ứng thân, là tích tụ cơ duyên làm thân, có cơ duyên để độ thì thị hiện hóa thân để độ, như trăng hiện trong nước, hang không truyền thanh. Bốn trí là: một, thành sở tác trí, thành công tất cả việc làm. Hai, diệu quán sát trí, dùng diệu trí để quán sát tất cả cảnh giới, chẳng khởi tâm phân biệt. Ba, bình đẳng tánh trí, chẳng có tâm ta người, khắp cứu giúp tất cả hữu tình chúng sinh. Bốn, đại viên cảnh trí, hay hiện phi không, phi hữu, tất cả tướng, lại hiện hữu di, vô di, tất cả các pháp. Năm nhãn tức là: một, thiên nhãn, trên quán trời tam thập tam, dưới thấy địa ngục vô gián. Hai, nhục nhãn, nhục nhãn này chẳng phải là mắt của phàm phu bình thường, mà là một mắt khác, có thể thấy người, thấy quỷ, thấy thần, thấy Phật, Bồ Tát. Ba, huệ nhãn, tức là mắt trí huệ, thấu rõ được lý chân như thật tướng. Bốn, pháp nhãn, quán sát được tận hư không biến pháp giới, trong hết thảy mỗi hạt bụi đều có tam tạng 12 bộ kinh. Năm, Phật nhãn, chiếu khắp 3000 đại thiên thế giới, chẳng gì mà không biết, chẳng gì mà không thấy. Sáu thông là: một, thiên nhãn thông, thấy được người trên trời và tất cả cảnh giới. Hai, thiên nhĩ thông, nghe được tiếng nói của người trên trời nói chuyện và tiếng nhạc trời. Ba, tha tâm thông, biết được vọng tưởng khởi lên trong tâm của người khác. Bốn, túc mạng thông, biết được nhân duyên đời trước của người khác. Năm, thần túc thông, trong định xuất du, thuận tâm sở dục, chẳng bị hạn chế. Sáu, lậu tận thông, tất cả các lậu đoạn sạch, chẳng còn, đắc được cứu kính, thẳng đến niết bàn. Mười lực tức là mười sức trí huệ. Một, trí lực biết xứ phi xứ,
biết đạo lý và phi đạo lý của tất cả mọi vật. 2. Trí lực biết nghiệp chướng ba đời, biết nhân quả báo ứng ba đời của tất cả chúng sinh. 3. Trí lực biết thiền giải thoát tam muội, biết tất cả thiền định và tám giải thoát với tam muội lực. 4. Trí lực biết các căn thắng liệt, biết tất cả các căn thắng hoặc liệt. 5. Trí lực biết đủ thứ giải, biết được đủ thứ tri giải của tất cả chúng sinh. 6. Trí lực biết đủ thứ giới, biết đủ thứ cảnh giới khác nhau của tất cả chúng sinh thế gian. 7. Trí lực biết tất cả chí sở đạo, biết tu năm giới 10 pháp lành thì đến nhân gian, trên trời, tu pháp bốn đế bát chánh đạo thì đến niết bàn. 8. Trí lực biết thiên nhãn vô ngại, biết sinh tử của chúng sinh và nghiệp thiện ác, dùng thiên nhãn để quan sát mà chẳng chướng ngại. 9. Trí lực biết túc mạng vô lậu, biết túc mạng của chúng sinh và biết niết bàn vô lậu. 10. Trí lực biết vĩnh đoạn tập khí, biết tất cả vọng hoặc dư tập, vĩnh viễn đoạn trừ không sinh. Còn có 10 lực, tức là 1. Lực rộng lớn, 2. Lực tối thượng, 3. Lực vô lượng, 4. Lực đại uy đức, 5. Lực nan hoạch, 6. Lực bất thoái, 7. Lực kiên cố, 8. Lực bất khả hoại, 9. Lực bất tư nghì, 10. Lực vô năng động. Lại có 10 lực. 1. Lực thân mạng không thể hoại, 2. Lực lỗ lông dung trì, 3. Lực công giữ lớn nhỏ, 4. Lực định dụng tự tại, 5. Lực thường biến diễn pháp, 6. Lực đức tướng hàng ma, 7. Lực duyên âm biến triệt, 8. Lực tâm vô chướng ngại, 9. Lực pháp thân di mật, 10. Lực đầy đủ hành trí. 10 phương vô tỷ thiện danh xưng, vĩnh lìa các nạn thường hoan hỷ. Khắp đến tất cả các cõi nước, rộng gì tuyên dương pháp như vậy. Danh xưng của hết thảy chúng sinh trong 10 phương thế giới đều chẳng sánh bằng danh xưng của Phật. Thiện danh xưng là vĩnh viễn xa lìa tất cả tai nạn bất như ý, thường sinh hoan hỷ các tường. Khắp đến 10 phương tất cả cõi nước chư Phật, vì chư Phật tuyên dương diệu pháp giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ phát bồ đề tâm, tu vô thượng đạo, sớm thành giác quả. Vì lợi chúng sinh cúng dường Phật, như ý đó được quả tương tự, nơi tất cả pháp đều thuận biết, khắp trong 10 phương hiện thần lực. Vì lợi ích chúng sinh lìa khổ được vui, do đó mà cúng dường 10 phương ba đời tất cả chư Phật. Cúng dường chư Phật tựa như đắc được quả vị Phật. Trong 84.000 pháp môn, môn nào cũng đều thấu suốt thì sẽ đắc được trí huệ vô tỷ. Đối với tất cả đạo lý đều nghinh nhận mà giải, chẳng có khó khăn. Tất cả trí huệ này hay biết rõ các pháp thật tướng, khắp đến các cõi nước chư Phật trong 10 phương, hiện ra đại uy đức thần thông lực. Ai được như thế? Phật Thích Ca Mâu Ni mới được như thế. Vì Phật Thích Ca Mâu Ni thuở xưa tại nhân địa thì tu hành đủ thứ pháp môn, cho nên mới đắc được thần thông diệu dụng như thế. Ban sơ cúng Phật ý nhu nhẫn, vào sâu thiền định quán pháp tánh, khắp khuyên chúng sinh phát đạo tâm, nhờ đó sớm thành quả vô thượng. Từ khi ban đầu phát bồ đề tâm, cúng dường tam bảo, tâm ý đó rất nhu hòa và nhẫn nại. Chẳng can cường mà nhu hòa, chẳng bạo động mà nhẫn nại. Như vậy mới có thể vào sâu thiền định, đắc được chánh định, chánh thọ, chân chánh.
thiền định nông cạn thì chẳng kiên cố, có lúc sẽ sinh tâm thối chuyển. Thiền định thâm sâu thì luôn luôn ở trong định, thường thường quán sát các pháp thật tướng. Phật giáo là tôn giáo chẳng ích kỷ, tự mình phát bồ đề tâm, cũng khắp khuyến người khác phát bồ đề tâm. Tự mình giác ngộ rồi cũng dạy người khác giác ngộ. Tự mình chứng được diệu quả vô thượng cũng khiến cho người khác chứng được diệu quả vô thượng. Nhu hòa nhẫn nại là mỹ đức của người tu đạo. Nếu nhận chân tu hành thì nhất định sẽ thành tựu đạo nghiệp. Nói một cách dễ hiểu, tức là chẳng có nóng giận. Do đó, nhu hay khắc can, nhu hay thắng cường. Nên nhớ, đừng để tâm báo thù, tức là nhẫn. Gặp việc chẳng như ý thì phải nhẫn. Gặp người phỉ báng thì phải nhẫn. Gặp chuyện thị phi thì phải nhẫn. Người xưa có nói, nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển đẹp trời xanh. Tôi thường nói, nhẫn là báo vô giá. Người người xử không tốt, nếu biết sử dụng nó, mọi việc đều tốt đẹp. Nếu có công phu nhẫn nhục, thì tu đạo nhất định sẽ thành công. Nếu chẳng có công phu nhẫn nhục, thì chẳng dễ gì thành công. Người tu đạo phải có chánh hạnh và trợ hạnh. Chánh hạnh là tự mình thời khắc tu hành, trợ hạnh là trợ giúp người khác để tu hành, khiến cho họ phát bồ đề tâm, phát tâm vô thượng đạo. Nếu chẳng có tâm phân biệt để trợ hạnh, chẳng có tâm tuyển chọn để trợ hạnh, không màng là thân sơ đều xem như nhau, không màng là gần xa đều bình đẳng. Bạn tin tôi thì tôi cũng khuyên bạn phát đạo tâm. Bạn chẳng tin tôi thì tôi cũng khuyên bạn phát đạo tâm. Đây là trợ duyên trực tiếp khuyên người phát đạo tâm tu hành, cũng là gián tiếp trợ giúp cho chính mình tu hành đạo nghiệp, tức cũng là lập công, lập đức, lập ngôn. Mình tốt cũng muốn cho họ tốt. Mình đắc được thọ dụng cũng muốn người khác đắc được thọ dụng. Mình đắc được diệu quả cũng muốn người khác đắc được diệu quả. Đây là tinh thần từ bi hỷ xả của Phật giáo. Mười phương cầu pháp lòng không đổi, vì công tu đức khiến đầy đủ. Có không hai tướng đều diệt trừ, người này thấy Phật đúng chân thật. Người tu đạo phải tìm hỏi bạn cùng tu, thỉnh cầu minh sư để chỉ đạo, tức cũng là cầu thiện tri thức để giáo hóa. Phải đến mười phương thế giới, phàm là chỗ nào có bậc thiện tri thức thì nhất định đi cầu pháp, khiến cho mình minh tâm kiến tánh. Thiện tri thức là gì? Phàm là người xuyên tu giới định huệ, tức là thiện tri thức. Ác tri thức là gì? Phàm là người có tham sân si, tức là ác tri thức. Có là có tâm tự mãn, không là không tâm tự ti, tức cũng là ta, người, có nhân, ngã, hai tướng. Không rơi về không, không rơi về có. Rơi về không là vô biên, rơi về có là hữu biên. Chẳng có, không có hai bên, tức là trung đạo. Trung đạo tức là chân không sinh diệu hữu. Diệu hữu sinh chân không, chân không diệu hữu không thể phân ra. Nói nó là chân không chăng, lại có diệu hữu. Nói nó là diệu hữu chăng, lại có chân không. Do đó, chân không chẳng ngại diệu hữu, diệu hữu chẳng ngại chân không. Chúng ta tu đạo tức là tu chân không diệu hữu. Nếu chẳng có chân không thì không thể thành Phật. Nếu chẳng có diệu hữu thì không thể tu hành. Tu cũng chẳng có, tu nó làm gì? Vì có diệu hữu cho nên mới tu hành. Bổn lai là chẳng có, tức chân không. Một khi tu hành thì có, tức diệu hữu. Chân không chẳng không mới có diệu hữu. Diệu hữu chẳng hữu mới gọi chân không. Quét sạch hai tướng có không thì bổn lai chẳng một vật, chỗ nào dính bụi bặm
Đừng có đầu lại thêm đầu, đừng cởi lừa đi tìm lừa. Đừng giống như Diễn Nhã Đạt Đa soi gương, thấy trong gương có đầu người, cho rằng mình chẳng có đầu. Bèn phát cuồng loạn hỏi, đầu của tôi đâu mất rồi? Chạy đến ngã tư gặp người bèn hỏi, ông có thấy đầu của tôi ở đâu không? Đây là hiện tượng ngu si phát điên. Dũng chẳng mất đầu mà nói là đầu chẳng có. Đây tức là chẳng minh bạch đạo lý có không hai tướng. Nếu quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, thì đó là bổn lai diện mục. Đây tức là thật sự thấy Phật, thấy được tự tánh thiên chân Phật. Người thời xưa chịu ngàn vạn khổ sở, chẳng sợ gian nan, một lòng cầu pháp. Vì pháp quên mình, chỉ hướng về trước, tuyệt đối chẳng lùi về sau. Giống như Ngài Huyền Trang Đại Sư đi Ấn Độ cầu pháp, bị khốn ở giữa sa mạc, bèn phát nguyện rằng, thà đi về Tây Phương mà chết, chứ không về Đông Độ mà sống. Tâm cầu pháp như thế thật là vĩ đại. Tâm chân thành như thế thì dù gặp hoàn cảnh gian nan khốn khổ như thế nào cũng tuyệt đối chẳng thay đổi chí nguyện cầu pháp. Song đắc được pháp thì nhất định phải có công đức mới viên mãn. Nếu có pháp mà không có đức thì sẽ gặp ma chướng. Ma chướng có thiên ma, địa ma, nhân ma, tài ma, sắc ma, nội ma, ngoại ma, vân vân. Vì muốn tu hành mới có ma đến thử bạn. Nếu chẳng tu hành thì chẳng có ma. Có người nói, tất nhiên là như thế thì tôi chẳng dám tu hành. Bạn chẳng tu hành thì chẳng thành đạo, chẳng có công đức. Tu đạo đều là người quý trọng nhất ở thế gian. Do đó, có đạo người người tu, có đức người người kính. Người có đạo đức thì được mọi người tôn kính và khâm phục. Cho nên phải tu đạo, phải tu đức. Đạo đức đầy đủ thì gọi là Phật. Tại sao chúng ta không thể thành Phật? Vì đạo đức chưa viên mãn đầy đủ. Khi nào viên mãn đầy đủ thì không thể tự mãn, kiêu ngạo. Tại sao? Vì mãn thì tổn thức, khiêm mới thọ ít. Nếu như bạn cảm thấy lớn hơn bất cứ ai thì chẳng có hy vọng thành Phật. Giống như ngoại đạo, họ nói Thiên Chúa là lớn nhất. Chỉ có một Thiên Chúa, người khác không thể làm Thiên Chúa. Chỉ có thể làm kẻ nô lệ cho Chúa. Không thể trái với ý của Chúa, không thể làm trái ngược việc của Chúa. Vì Thiên Chúa là người chuyên chế độc tài, cường quyền không bình đẳng, qua giai cấp. Cho nên không cho bất cứ ai làm Thiên Chúa, chỉ để cho mình y làm. Tổng thống thế gian, ai ai cũng đều có phần, chỉ cần có tài năng phục vụ cho dân chúng, tức là có tư cách được bầu làm tổng thống. Phật giáo cũng như thế, ai ai cũng có thể thành Phật. Chỉ cần tinh tấn tu hành thì có thể thành Phật. Không chịu tu hành thì tuyệt đối chẳng thành Phật. Cho nên nói Phật giáo là bình đẳng, Phật giáo là vĩ đại. Không giống như Thiên Chúa, bất cứ tu hành như thế nào cũng không thể làm Thiên Chúa, chỉ có thể làm nô lệ. Tư tưởng như thế tuyệt đối chẳng hợp với đạo lý. Đây chẳng phải là phỉ báng mà là nghiên cứu chân lý. Chân lý mới là bình đẳng, mới là dân chủ. Dân chủ chẳng phải là sở hữu của tư nhân mà là sở hữu của nhân dân. Chân lý là cộng hữu chứ chẳng phải độc hữu. Đến khắp mười phương các cõi nước, rộng nói diệu pháp hưng nghĩa lợi, trụ nơi thực tế chẳng dao động. Người này công đức đồng với Phật. Người tu đạo phải phát tâm rộng lớn, giáo hóa khắp hết thảy chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh xuyên học Phật đạo. Còn phải quên người vô ngã. Tuy nhiên, giáo hóa chúng sinh nhưng chẳng có chúng sinh mà tôi giáo hóa. Căn bản chẳng có ngã. Công đức nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hạnh đều phải hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Khắp đến mười phương cõi nước để giáo hóa chúng sinh, rộng nói diệu pháp. Diệu pháp là pháp đối cơ. Nếu chẳng đối cơ thì diệu cũng chẳng diệu. Nếu đối cơ
thì không dịu cũng dịu. Hưng lên sự nghiệp có ý nghĩa để lợi ích tất cả chúng sinh. Do đó, phàm có sự lợi ích không thể không hưng lên. Đó là tận tất cả pháp phương tiện để giáo hóa tất cả chúng sinh. Mình có định lực mới có thể trụ ở nơi thực tế, tức chân lý, mới được như như bất động, liễu liễu thường minh. Đối cảnh vô tâm mà chuyển được cảnh giới, tóm lại chẳng bị cảnh giới chuyển thì chẳng dao động. Nếu thật như thế thì có định lực thường chẳng động, chẳng bị tất cả cảnh giới làm dao động, thì người đó công đức giống như Phật. Như Lai chuyển bánh xe diệu pháp, tất cả đều là bồ đề phần. Nếu nghe rồi ngộ pháp tánh, như vậy người đó thường thấy Phật. Như Lai chẳng từ đâu đến, cũng chẳng về đâu, tức cũng là đến mà chẳng đến, đi mà chẳng đi, cho nên gọi là Như Lai. Pháp của Phật nói có ba tạng 12 bộ. Ba tạng là tạng kinh, tạng luật, tạng luận. Tạng kinh hiển thị định học, tạng luật hiển thị giới học, tạng luận hiển thị huệ học. Kinh luật luận ba tạng tức là giới định huệ ba học vô lậu. Phật pháp tức là phương pháp xuyên tu giới định huệ, tức diệt tham sân si. 12 bộ chẳng phải có 12 bộ kinh, mà là kinh điển của Phật nói, nội dung phân làm 12 bộ phận. 12 bộ phận là gì? Trước hết nói bài kệ: Trường hàng trùng tụng cập cô khởi, ví dụ nhân duyên giữ tự thuyết, bổn sự bổn sinh dị tàng hữu, phương quảng luận nghị già thọ ký. 1. Trường hàng là văn dài từng hàng trong kinh, cho nên gọi là trường hàng. 2. Trùng tụng dùng kệ tụng lại văn trường hàng ở trước, khiến cho người tụng dễ hiểu nghĩa kinh, dễ nhớ. 3. Cô khởi là cô độc mà có kệ kinh văn trước sau đều chẳng có quan hệ, mà là hốt nhiên trong kinh xuất hiện mấy câu kệ, giống như kinh pháp cú. 4. Ví dụ dùng phương pháp ví dụ để nói rõ đạo lý của pháp, dùng một vật gì để ví dụ một việc nào đó. 5. Nhân duyên khi giảng một bộ kinh thì có nhân duyên gì để nói. Như kinh Lăng Nghiêm, do nhân duyên ngài A Nan bị nữ Ma Đăng Già dùng chú Phạm Thiên mê hoặc để dẫn dụ đi đến nhà của cô ta, muốn phá đồng thể của ngài A Nan. Phật ở trong định biết sai ngài Bồ Tát Văn Thù trì chú Lăng Nghiêm đi trước đến cứu ngài A Nan thoát nạn phụ nữ. 6. Tự thuyết có người thỉnh pháp Phật mới nói, chẳng có người thỉnh Phật chẳng nói pháp, chỉ có kinh A Di Đà không thỉnh mà nói. Tại sao? Vì chẳng ai biết được cảnh giới của cõi cực lạc, cho nên chẳng có ai thỉnh pháp. Phật vì thương xót chúng sinh mà nói pháp môn dễ tu dễ chứng này. 7. Bổn sự hoặc là chuyện của Phật Thích Ca Mâu Ni, hoặc của các vị đại Bồ Tát, hoặc của các vị đại A La Hán trong đời quá khứ, sự nghiệp tu hành hoằng pháp lợi sinh. 8. Bổn sinh tất cả sự tích hoặc là của Phật hoặc là của Bồ Tát trong đời này. 9. Dị tàng hữu pháp chưa từng nói qua, chẳng có ai biết pháp này, hoặc là sáu thứ chấn động, hoặc là thần thông 18 biến là pháp chưa từng nghe qua. 10. Phương quảng tức là kinh văn phương chánh quảng đại, giống như kinh Hoa Nghiêm. Bộ kinh này lớn nhỏ dùng với nhau, một nhiều không ngại, là cảnh giới không thể nghĩ bàn. 11. Luận nghị nghiên cứu tất cả nghĩa lý của kinh điển để thảo luận rút tỉa chân lý. 12. Thọ ký Phật thọ ký cho Bồ Tát hoặc thọ ký cho các vị A-la-hán. Phật nói, ông ở đời sau, ở thế giới gì, trong kiếp nào mà thành Phật, Phật hiệu là gì,
thọ mạng bao lâu. Giống như Phật Thích Ca, thuở xưa khi tu hành Bồ Tát Đạo thì lần nọ gặp Phật Nhiên Đăng, đi qua đường bùn lầy. Ngài dùng đao cắt tóc của mình trải đường cho Phật Nhiên Đăng đi qua, để khỏi dơ chân Phật. Vị Phật đó bèn thụ ký cho Ngài. Ông ở đời sau sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật, trụ ở thế giới Ta Bà. Phật chuyển diệu Pháp Luân, tức là nói đạo lý Tam Tạng 12 bộ. Phàm là giảng kinh thuyết Pháp đều là chuyển diệu Pháp Luân. Pháp Luân là hình tròn, không thể dừng lại, không động. Các vị xem, nước sông lớn hàng ngày đều chảy. Chúng ta chùa Kim Sơn hàng ngày đều giảng kinh, tức là kiến lập cầu Pháp lớn, kiến lập thuyền Pháp lớn, chuyển diệu Pháp Luân. Ở trong đạo tràng, trồng hạt giống Bồ Đề thì kết quả Bồ Đề. Ai giác ngộ đạo này thì người đó có phần. Nếu nghe qua rồi thì sẽ minh bạch thật tướng của tất cả các Pháp, Pháp tánh của tất cả các Pháp. Thật tướng của các Pháp là chân không. Song trong chân không lại có diệu hữu. Ngộ được nghĩa lý chân thật này thì người đó thường thấy Pháp thân của Phật. Chẳng thấy thập lực không như huyễn, tuy thấy chẳng thấy như mù thấy. Phân biệt chấp tướng chẳng thấy Phật, rốt ráo lìa chấp mới thấy được. Thấy được 10 lực của Phật, song đừng trụ ở trong 10 lực. Phải thấy mà chẳng chấp trước thì mới là thật thấy. Nhưng chẳng thấy 10 lực của Phật không như huyễn, như hóa, như không qua, đừng chấp trước. Nếu chẳng thấy 10 lực như thế thì trụ ở trong 10 lực của Phật, cho rằng đây là thật có. Nghĩa là tuy thấy được 10 lực của Phật, song chẳng minh bạch 10 lực là không, vốn là chẳng hình tướng, còn chưa thấu rõ thật sự. Chẳng thấy tức là chẳng minh bạch. Chẳng minh bạch thì giống như người mù nhìn chẳng thấy vật gì. Nếu chỉ thấy đen tối, chẳng thấy được ánh sáng thì giống như chẳng thấy được. Tuy nhiên, thấy được 10 lực nhưng chẳng minh bạch diệu dụng của 10 lực. Tại sao nói như thế? Vì nhìn thấy hoặc chẳng nhìn thấy, hoặc có 10 lực của Phật, hoặc chẳng có 10 lực của Phật. Đây đều là dụng công phu trên hình tướng, dùng tâm phân biệt để thủ lấy tướng Phật. Đây là chẳng thấy được tự tánh thiên chân Phật, chẳng thấy được Pháp thân chân thật của Phật. Nếu lìa khỏi tất cả sự chấp trước thì sẽ thật thấy được Pháp thân của Phật. Chúng sinh theo nghiệp đều khác nhau, 10 phương trong ngoài khó thấy hết. Thân Phật vô ngại khắp 10 phương, không thể thấy hết cũng như vậy. Trí huệ quang minh của Phật tận cùng hư không khắp Pháp giới. Nghiệp chướng của chúng sinh đen tối cũng tận cùng hư không khắp Pháp giới. Nghiệp chướng chẳng có thật thể, chẳng có hình tướng. Nếu có hình tướng thì nghiệp chướng của một chúng sinh sẽ đầy hư không. Nghiệp lực của chúng sinh có đủ thứ khác nhau. Có nghiệp thiện, có nghiệp ác. Nghiệp thiện thì kết quả thiện, nghiệp ác thì kết quả ác. Đây là định luật nhân quả tơ hào chẳng sai. Giảng đến đây, nghĩ đến một câu chuyện buồn cười. Phong tục Trung Quốc đến mùa xuân âm lịch thì nhà nào cũng treo xuân liễn, viết chữ cát tường biểu thị xuân đến, giảng sự như ý. Trong chùa cũng treo xuân liễn. Năm đó tôi 16 tuổi, thuận tay biên câu "Trí huệ như hải" 4 chữ treo trên tường. Sư huynh của tôi thấy rồi đọc tới đọc lui, "Trí huệ như hải, trí huệ như hải", đọc chẳng ngừng. Phía sau anh ta tôi nói, "Nghiệp lực của anh như hải." Anh ta vừa nghe thì lửa vô minh nổi dậy cao 3 trượng, nổi giận nói, "Ông khinh người quá đáng, năm mới sắp đến mà mắng tôi nghiệp lực như hải." Tôi nói, "Xin sư huynh đừng có nóng giận, tôi nói sư huynh nghiệp thiện như hải, sư huynh thấy sao?" Anh ta nghe bèn cười lên. Tôi nói, "Sư huynh một chút định lực cũng chẳng có, còn tu đạo gì? Phải quên nghiệp thiện đi, nghiệp ác cũng quên luôn.
như thế mới có thể tu đạo. Thấy anh ta đờ ra, câm mồm, chẳng nói được câu nào. Về sau đi khắp nơi đều nói: thầy đó thật có trí huệ, một chữ có thể khiến cho người nổi giận, một chữ cũng có thể khiến cho người sinh hoan hỷ. Tôi hy vọng các vị học Phật Pháp đừng bị cảnh giới lay chuyển, mà phải chuyển được cảnh giới. Đó mới là thật có định lực. Nghiệp của chúng sinh, mười phương trong ngoài không thể hoàn toàn đều thấy được. Pháp thân của Phật cũng vô ngại, cũng đầy khắp mười phương. Cũng giống như nghiệp của chúng sinh, không thể hoàn toàn thấy được, là cùng một đạo lý. Dĩ như trong không vô lượng cõi, không đến không đi khắp mười phương, sinh thành diệt hoại chẳng chỗ nương, Phật khắp hư không cũng như thế. Dĩ như ở trong hư không có vô lượng vô biên các cõi nước, tuy nhiên chẳng đến cũng chẳng đi, nhưng khắp cùng mười phương, sinh thành diệt hoại bốn giai đoạn chẳng có chỗ nương tựa. Pháp thân của Phật là đầy khắp hư không cũng như thế.